chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, vào năm Tân Sửu 2021, nam mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng. Nam mạng sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu, tức tuổi con trâu, thường gọi là lan ngoại chi ngưu, tức là trâu ngoài chuồng. Mệnh mộc tan đố mộc, nghĩa là gỗ cây dâu. Mệnh tan đố mộc gặp năm 2021 là mệnh bích thượng thổ, mộc khắc thổ không tốt. Địa chi Sửu gặp Sửu tự hình không tốt. Thiên can Quý gặp Tân bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Vận hạn, hạn toán tận. Vận niên, ngưu hồi sơn. Thái tuế năm 2021 phạm thái tuế, trị thái tuế. Tam tai năm 2021 phạm tam tai, năm thứ ba. Tuổi kim lâu năm 2021 không phạm kim lâu. Hạn hoàng ốc năm 2021 không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng. Sao thái bạch hay còn gọi là kim tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao thái bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao thái bạch còn bị họa lớn hơn, bởi kim tinh là hung tinh trụ về hung vận. Kim tinh được gọi là triều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay u phiền. Vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín mình nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Vận hạn năm 2021 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng. Hạn toán tận, trụ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Khi đi đường, nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá, dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùng hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu, chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn giải về hạn toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ, bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông,
tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tổn, tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền của hoặc chỉ có hạn, chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Với những người trong năm gặp hạn toán tận thì cần thực hiện theo những điều như sau. Thứ nhất, tuyệt đối không mang theo nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần phải đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc. Đây cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc trời mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trao dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa, lễ thần Phật, cầu bình an, sức khỏe. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở, độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Vận niên năm 2021 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng. Ngu hồi sơn nghĩa là trâu về núi. Ở núi tuy không có cỏ để ăn nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ vất vả. Trong năm nay bản mệnh nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc chắn có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều cơ hội tốt cho kinh doanh, cầu quan lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa tạm tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng ốm đau tai nạn. Tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút xáo trộn, cả hai nên tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều người có tin vui, song hỷ thêm người. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng. Trong năm 2021 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2021 có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế cụ thể như sau. Tuổi Sửu năm 2021 là năm bản mệnh. Năm tuổi, tuổi Sửu phạm trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật, tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi năm 2021, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động.
Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá thái tuế. Bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy trong năm 2021 thì tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, phạm hạn thái tuế, trị thái tuế. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, trong năm 2021 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì gặp lại hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai, cụ thể như sau. Bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn. Bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất. Bản mệnh tuổi Tý Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Quý Sửu theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu và Quý Hợi. Như vậy trong năm 2021, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, phạm hạn tam tai, năm thứ 3. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, trong năm 2021 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là: 1. Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình, thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. 2. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. 3. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. 4. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu, cụ thể: dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2021, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng là 49 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, trong năm 2021 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang. Một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà, nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhị nghi, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có, nhị nghi tấn thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân, do giai đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, làm nhà tuổi này là phạm, trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành.
Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm Phạm, Lục, Hoàng Ốc, Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm Phạm hạn Hoàng Ốc, Thọ Tử và Địa Sát. Cách tính hạn tuổi Hoàng Ốc đơn giản như sau: lấy chỉ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, là 49 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoàng ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, vào năm Tân Sửu 2021 chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.